Xin chào mọi người. Thực ra thì hiện tại mình đang giữ vai mình tên Lê ha. Hiện tại mình đang giữ vai trò admin của nhóm và hiện tại thì mình đang là giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Sư Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Cái lĩnh vực nghiên cứu của mình là về Corpus CDA và Migration Linguistics. Nếu mà có bạn nào trong nhóm của mình có chung cái hướng nghiên cứu hoặc là có cái nhu cầu muốn làm những cái workshop trong tương lai về chủ đề này thì mình có thể liên hệ với nhau ha. Dạ, vì bây giờ là em mời anh Kiên ạ. À. Tại vì em nghĩ là bên anh cũng khuya rồi đó. Dạ. Ok, thứ hết là cảm ơn Giang với Lê đã tổ chức buổi hôm nay và mời mình đến tham dự. Thì thứ hết là rất được cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi hôm nay. Chắc là cũng buổi tối thứ bảy, rất nhiều người bận việc gia đình nhưng mà dành thời gian để tham gia. Thì rất là cảm ơn mọi người. Thì xin giới thiệu một chút là mình là Nguyễn Trung Kiên, thì hiện nay mình đang làm Research Fellow ở Behavior Works Australia, thì là một tổ chức nghiên cứu về khoa học hành vi của Đại học Monash. Đấy, thì mảng nghiên cứu của mình là về disaster, về risks, nguy cơ, và background mình là sociology. Mình lấy bằng PhD vào năm 2021 tại học Monash. Thì hiện nay đây là một số cái thông tin sơ qua. Thì về cơ bản là mình làm cả công việc mang tính thực hành, thực tiễn rất nhiều, bởi vì tham gia các cái dự án tư vấn, đánh giá Việt Nam. Và khi mà mình chuyển từ mảng tư vấn sang thì mình bắt đầu có điều kiện để học hỏi thêm các cái phương pháp nghiên cứu mang tính chính thức hơn. Thì ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái chủ đề được giao cho rất là rộng, đúng không? Qualitative Data Analysis Approaches, đúng không? Các cách tiếp cận. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ chỉ tập trung vào một vài cái khía cạnh mà thôi. Bởi vì cái mảng này nó rất rộng, đúng không? Ok, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Mình không thấy ai cả cho nên là cũng hơi hơi buồn một xíu. Ok. Rồi, thì buổi hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ chỉ đi qua ba vấn đề thôi. Vấn đề đầu tiên là mình sẽ đưa các bạn một ví dụ. Thứ hai là chúng ta sẽ đến bước tìm hiểu cái nghiên cứu định tính và phân tích dữ liệu định tính. Ba là mình sẽ đưa ra một vài cách phân loại. Có rất nhiều cách phân loại nhưng mà mình thử đưa ra một vài cách. Nào, trước hết thì cũng giống như trong các cái lớp mình hay giảng thì mình rất muốn mọi người không quá serious, đúng không? Đấy, thì trước hết là có một cái ví dụ như này. Đây, giả dụ như bây giờ chúng ta tưởng tượng là chúng ta có hai bạn sinh viên, đúng không? Và cử hai bạn sinh viên đấy đi đến một cái hẻm nhỏ, đúng không? Ở tại một cái thành phố ở Việt Nam đi, Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh đi, đúng không? Và bây giờ theo các bạn, nếu mà hai người sinh viên này cùng nghiên cứu về một vấn đề, cùng cùng nghiên cứu một vấn đề và cùng có một cái câu hỏi giống nhau, thì liệu họ có đưa ra những kết luận giống nhau khi mà họ quay về phân tích dữ liệu hay không? Câu hỏi rõ không nhỉ? Bạn Theo các bạn thế nào? unmute nếu các bạn có nhu cầu trả lời hoặc là các bạn ngại thì các bạn có thể sao để câu trả lời vô cái khung chat của mình á, còn bạn nào thích thì các bạn có thể giơ tay lên cũng được để anh Kim có thể trao đổi các bạn trực tiếp hơn. Chúng ta trao đổi cho vui thôi, đừng có căng thẳng quá, đây không phải buổi giảng nên là mình muốn mọi người cùng trao đổi, cùng chia sẻ cho vui thôi. Rồi, đây là câu hỏi nó tương đối kinh điển, nằm trong cái bài báo của Kinder và Fine năm 1987. Thì cái hội thoại này là giữa một nhà nghiên cứu định lượng và một nhà nghiên cứu định tính, đúng không? Thì có lẽ một số bạn đã dự đoán cái
chuyện tiếp theo của cái cuộc hội thoại này rồi. Thì nhà Đình Đình Lượng thì hỏi liệu họ có đưa ra cái kết luận giống nhau không, và nhà Định Tính thì nói rằng là có thể không, và cái câu hỏi quan trọng hơn là tại sao họ lại muốn đưa ra cái câu hỏi giống, đưa ra câu trả lời giống nhau cho vấn đề đấy, đúng không? Và nhà Đình Lượng thì quan tâm là bởi vì để chứng minh chế độ tin cậy reliability của cái nghiên cứu, cái phát hiện đấy, thì cái độ tin cậy là được xem là một thông số rất quan trọng đối với nghiên cứu định lượng để nhằm đảm bảo cái tính hiệu lực của thông tin, đúng không? Và nhà nghiên cứu định tính thì lại nói rằng là tôi thà để họ có những cái phát triển khác nhau và phát triển mới hơn là đưa ra những kết luận giống nhau. Thì có lẽ là câu chuyện đó nó giúp mình có một cái ý niệm, đúng không? Đầu tiên về nghiên cứu định tính, và cũng là một cái ý niệm để chúng ta biết cái bản chất của nghiên cứu định tính. Tất nhiên còn hơi mơ hồ nếu mà các bạn thực sự chưa chưa thực hiện làm, đúng không? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái bài giảng, clip hay thôi, mình sẽ share cho các bạn. Các bạn xem rồi sau đấy chúng ta cùng chia sẻ nhé. Các bạn thấy video không ạ? Dạ, Dạ bên anh thấy có, ạ. dạ có. Ờ, dạ có Ok. thấy anh ạ. Ok, anh mở nhé. Thì đến với nhau thôi. Nếu một bạn muốn học dựng phim. Đây là một đoạn hội thoại về đoạn video của một người dựng phim, đúng không? Thì anh ấy đang chia sẻ với mọi người là về cái kinh nghiệm dựng phim. Thì hãy coi hết cái clip này để xem bạn có phù hợp hay không. Và nôm na là nghề dựng phim đi. Còn phim thì nó rất là nhiều thể loại. Phim ngắn, phim dài, phim điện dực, phim tàng hình, quảng cáo, MV, talk show, game show. Rất là nhiều. Mình gọi nôm na là dựng phim đi. Còn các ông học xong rồi dựng cái gì đó thì đó là chuyện của các ông. Nhưng mà cách dựng, cái thao tác nó như nhau hết. Cái gì cũng vậy. Nghề phim thì nó cũng không nằm ngoài ngoại lệ là có cái hay, cái dở và cái vãi, cái nồi. Vãi nồi nhất là cái câu chuyện là bạn cứ thử coi một cái game show đi, một cái thôi bạn coi trong vòng 8 tiếng đồng hồ, coi đi coi lại, coi tới coi lui, coi xuôi coi ngược, coi đủ tư thế, đủ mọi địa hình, đủ mọi trạng thái hết. Bê tắc, tôi cảm thấy bê tắc quá. Coi đi rồi sẽ biết được cái nghề này nó là cái gì. Cứ coi đi, dựng ra một cái bản graph rồi thì ngồi mà coi, coi tới coi lui, sửa tới sửa lui, sửa qua sửa lại, sửa xuôi sửa ngược, sửa mọi tư thế luôn. Còn cái hay của nghề này á là biến ước mơ của bạn thành hiện thực á. Không tin hả? Thử cho coi nè. Thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì di chuyển không? Đó, không biết đoạn này chắc kinh có bị lỗi không? Nhảy lên nhảy xuống nè. Nhảy là lỗi chắc luôn á, nhưng mà để từ 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 về không lỗi nữa. Đó. Đó là cái hay á. Để mà đến được với ngày này thì chúng ta cần cái gì? Cần rất là nhiều thứ nó gộp chung lại thành một cái nồi lẩu thập cẩm, trung thực, tự giác, tỉ mỉ, sự chịu đựng, biết vẽ vời. Điều quan trọng nhất là đừng có chơi đồ nó hỏng hết người đấy. Tại sao lại cần những điều đó? Nếu không có trung thực thì không có làm được nghề nào hết, trừ những cái nghề lột xào thôi. Tự giác ở đây là tự giác tìm hiểu, học hỏi, luyện tập mà kỹ năng, kỹ xảo, kỹ thuật, kỹ viện, kỹ nữ. Thôi, nhiều đó kỹ được rồi, đừng có hai cái kỹ sau kỳ lắm. Rồi, và cái tỉ mỉ thì khỏi phải nói rồi, làm đi rồi biết, cực kỳ công phu luôn. Giống như các clip này nè. Rồi nói đi nói lại nói tới nói lui nói đủ kiểu hết. Sự chịu đựng của các bạn là phải là không giới hạn. Nói chung là nó không phải là nhịn nhục hay là gì đâu, mà đó là lắng nghe và tìm cách giải quyết vấn đề thôi. Feedback mà đủ thứ trò để feedback hết. Biết vẻ vời.
Cái này cần cho những ông thích làm phim một mình, đúng không? Phải thêm mắm thêm muối vô thì nồi cá kho nó mới ngon được, chứ cái con cá mua về mà không nấu nó thành rình sai lắm luôn. Đừng có chơi đồ là hỏng cái này đấy. Nó giúp chúng ta chậm đi chứ không có hay, không có sáng tạo gì ở đây đâu. Và thực sự khi làm việc cần sự tỉnh táo và sáng suốt để giải quyết cái công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi và tốt nhất có thể. Đừng có chơi đồ vô là một đống không làm gì được đâu, gãy á. Ủa nó chạy gì đây chi vậy? Có một số người hỏi tôi khi mày chỉ cho người ta dựng phim rồi quay phim như vậy thì người ta lấy. Rồi, tôi nghĩ đấy mình xem thế thôi chứ xem nhiều quá lại đi đi xa khỏi vấn đề hôm nay mất. Nên là các bạn xem xong thì các bạn thấy có cảm nhận gì? Anh có câu hỏi nào gợi ý không? Gợi ý thêm chút xíu. Mình đang nói về nghiên cứu định tính đúng không? Vậy thì bây giờ theo các bạn cái đoạn vừa rồi nó cho chúng ta cái gì, gọi là một cái cảm nhận gì về cái công việc phân tích nghiên cứu định tính? Dạ, ok, sẽ để em nói trước, xong rồi có thể các bạn sẽ có ý kiến góp ý vào. Em thấy là cái này nó có một cái liên hệ là nghiên cứu định tính nó cũng giống như là nghệ thuật á. Cần phải có sự tỉ mỉ, như cái anh ở trong video clip nói là cần phải có sự tỉ mỉ, cần phải có sự sáng tạo rất là nhiều. Đặc biệt là phân tích dữ liệu định tính thì nó chi tiết, nó hơi detail. Và thậm chí là nó có phần mềm hỗ trợ, ví dụ như nó về phân tích dữ liệu định tính thì mình có NVivo, Deduce, nhưng mà thực tế là những cái phần mềm đó nó không có giúp mình đi phân tích, mình vẫn phải là người đọc hết các cái dữ liệu đó và phân tích nó. Các cái software hỗ trợ đó nó chỉ giúp cho mình có một cái overview và nó giúp cho mình sắp xếp các cái dữ liệu nó theo những cái themes mình mong muốn thôi, chứ thật ra là cái người mà phân tích vẫn là mình, vẫn phải là người đi đọc phân tích, đọc hết, go through hết và sắp xếp nó vào các cái themes, có các cái notes, có các cái câu mình mong muốn. Và nó cũng giống ở một điểm là nó cũng giống như bên nghệ thuật, dựng phim này nọ kia, là mình cũng phải có sự sáng tạo trong đó và nó thể hiện cái mục đích rất là rõ của nhà nghiên cứu thông với cách sắp xếp và present các cái findings của mình. Ví dụ như bên của em thì là em sử dụng các cái art based approaches, là các cái phương pháp sử dụng các hình thức nghệ thuật, thì nó cũng giống như bên bên các ngành nghệ thuật trình diễn khác, là cũng cần phải sử dụng các cái mediums khác, ví dụ như là art, mình có visual art như photography, drawing, paintings, art creating collage, thì nó cũng giống vậy. Thì em thấy nó relate em khi mà em xem cái video clip đó ở cái điểm đó. Em cảm ơn em. Rất cảm ơn Giang. Đúng rồi, mình có thể nghe thêm một ý kiến từ một bạn nữa, rồi sau đấy có thể là mình sẽ đi tiếp. Các bạn nào có ý kiến không? Em xin phép đọc các cái ý kiến của các bạn thả vào cái khung chat đó anh. Bạn Ok. Dung, dạ, bạn Dung Phùng thì bạn có nói là nghiên cứu xã hội giống như dựng phim vậy, phải lắng nghe và giải quyết vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây là nồi lẩu thập cẩm. Dạ. Và bạn Yến Nguyễn thì bạn cũng có ý kiến là phim cũng giống như dữ liệu, phải đọc đi đọc lại để hiểu và phân tích ạ. Có ý kiến nào khác không ạ? Ok, thì có thể bây giờ chúng ta cứ tạm thời thế đã, đúng không? Thì để tôi share lại nhé. Các bạn thấy màn hình to không ạ? Dạ có nơi. Ok, đây chúng ta đi tiếp nhá. Thì có thể nói là
Có khi là tôi có thể dừng ngay cái buổi nói chuyện này cũng được, bởi vì tôi thấy rất nhiều cái điểm chung từ cái công việc dựng phim của anh nói trên YouTube với cái công việc phân tích dữ liệu định tính, đúng không? Ở đấy thì các bạn có thể nghe lại một cái game show, một cái thôi nhưng mà phải đi coi, đi coi lại, coi tới coi lui, đúng không? Coi xuôi coi ngược, coi đuổi đủ tư thế, đủ mọi địa hình, đủ đủ mọi cái góc độ đấy. Đấy, và có rất nhiều khi chúng ta cảm thấy bế tắc, đúng không? Và cái nghề này như vậy, nó bắt người dựng phim phải sửa tới sửa lui, sửa tới sửa lui, và nó điều yêu cầu một sự chịu đựng, một sự tỉ mỉ, một sự trung thực, nhưng mà cũng không giới hạn cái sự sáng tạo, bởi vì họ cần phải thêm mắm thêm muối, phải làm cho cái thức ăn mà chúng ta mua những mua từ chợ về nó đang 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 sống như vậy, chúng ta phải làm cho nó trở nên tươi ngon với những cái gia vị. Và cái điều đó thì nó lại dựa vào cái khả năng sáng tạo với khả năng nêm nếm của bản thân người nấu nướng, đúng không? Thì có thể ở bây giờ tới thời điểm này thì chúng ta sẽ chưa nắm rõ được cái nghiên cứu định tính là gì, phân tích dữ liệu định tính như thế nào, nhưng mà tạm thời chúng ta cứ 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 hiểu tương tự là như chúng ta đang dựng phim đấy. Thì chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo, đó là phần về hiểu về nghiên cứu định tính. Tôi chưa đi vội vào cái việc phân loại, bởi vì tôi nghĩ là trước hết là chúng ta nên thảo luận với nhau những cái điểm nền tảng đã, đúng không? Thì nghiên cứu định tính thì có rất nhiều cái định nghĩa, đúng không? Nó giống như tất cả vô vàn các cái vấn đề xã hội khác. Năm người 10 ý, mỗi người có một ý tưởng khác nhau, và thay vì chúng ta cảm thấy bất lực đối với bơi trong cái biển nhiều cái ý tưởng, ý kiến như vậy, thì chúng ta nên cảm thấy đó là một điều thú vị, bởi vì nói chung cũng giúp chúng ta rất nhiều cái góc độ, góc nhìn khác nhau, đúng không? Thì nghiên cứu định tính là một dạng mà nó giúp chúng ta có cái sự sáng tạo, sự đi sâu rất rất nhiều cái cộng đồng, và có nhiều sự chi tiết, đúng không? Thì đây là một cái định nghĩa được đưa ra bởi Ongwae Buzi và Dan Ham. Thì Ongwae Buzi là một giáo sư đại học Cambridge, đúng không? Thì ông ấy viết rất nhiều về nghiên cứu hỗn hợp và định tính. Thì theo ông thì là một nghiên cứu định tính là một nghiên cứu nó phải đi sâu, khảo sát sâu cái kinh nghiệm của con người và hành vi của con người, với cái mục đích là phải đạt được cái hiểu biết về cái kinh nghiệm hàng ngày, và điều quan trọng hơn là cái ý nghĩa mà họ gán cho cái kinh nghiệm đó, đúng không? Chúng ta có thể tiếp cận từ rất nhiều cái góc độ, có thể là từ nghiên cứu tiểu sử, nghiên cứu từ sử dân tộc học, đúng không? Nghiên cứu về lịch sử cuộc sống, hay là lịch sử miệng, hay là nghiên cứu tiểu sử, về nghiên cứu trường hợp, rất nhiều loại nghiên cứu như vậy. Nhưng mà cái mục đích chung của nghiên cứu định tính đó là hướng đến việc tìm hiểu, mọi cái gọi là tìm hiểu ý nghĩa của hành động, đúng không? Đấy, thì có một khái niệm mà chắc các bạn có thể là đã biết, đó là khái niệm Wollaston, là khái niệm mà Max Weber, là một nhà nghiên cứu khoa học xã hội, đưa ra từ thế kỷ 19. Thì ông cho rằng là đối với việc nghiên cứu về khoa học xã hội thì cái điều quan trọng chúng ta là phải tìm hiểu cái động cơ của cái hành động xã hội. Đấy. Thì đấy chính là cái hiểu, understanding. Đấy. Thì đó cũng là một cái điểm mấu chốt để chúng ta nói về cái nghiên cứu, định nghĩa cái nghiên cứu định tính. Và điều này nó cũng dẫn đến cái việc là cái óc tò mò và của nhà nghiên cứu định tính tương đối khác với người làm nghiên cứu định lượng, ở chỗ là họ sẽ đặt ra những câu hỏi khác nhau. Thì đối với nghiên cứu định lượng thì các bạn cũng biết sẽ biết là thường tìm đến các cái câu hỏi nó mang tính theo quan hệ nhân quả, cause and effect, đúng không? Và các cái câu hỏi thường được khuôn định dưới dạng là how much, how many, đúng không? When, who, đúng không? Trong khi đó nghiên cứu định lượng thì là nghiên cứu định tính lại tập trung vào các câu hỏi mang tính quá trình, tức là how, tại sao, và why, sorry, how, thế nào, và why, tại sao. Đấy,
Và các cái câu hỏi này nó giúp chúng ta đi sâu và trả lời và giải quyết được những vấn đề nó mang tính kỳ quái, quick problems. Thì những vấn đề kỳ quái hoặc là những vấn đề nó mang tính kinh khủng như này thì là nó bao gồm rất nhiều khía cạnh khác nhau, nó liên quan rất nhiều hệ thống đan xen chồng lấn lên nhau, và nó bao gồm rất nhiều cái mảng mờ, đúng không, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta khám phá được hết. Và điều đó lại rất phù hợp với các nghiên cứu định tính để trả lời câu hỏi how and why. Vậy thì khi mà nghiên cứu định tính chúng ta đã làm thì có những cái nguồn dữ liệu nào, đúng không? Thì về cơ bản chúng ta có bốn cái nguồn dữ liệu. Chúng ta có talk base, tức là các cái nghiên cứu dạng nói, đúng không? Document là nghiên cứu tài liệu, đúng không? Cái dữ liệu tài liệu. Observation là quan sát. Photographs, videos hay là drawings là các cái gọi là tạo tác, hay là các cái sản phẩm nghệ thuật mang tính hình ảnh và âm thanh. Đấy. Thì tất cả những cái nguồn dữ liệu này thì có thể quy về một dạng, đó là dạng text hoặc là dạng words, đúng không? Tức là dạng từ ấy. Thì hoặc là chúng ta có thể để phân tích như vậy. Đặc biệt này thì các cái nghiên cứu Ask Base, đúng không? Thì sử dụng rất nhiều các cái phân tích về hình ảnh và âm thanh này. Thì những cái dữ liệu này thì nó cho chúng ta những cái dữ liệu định tính rất là đặc trưng. Và theo Mice and Human là người mà viết cái cuốn gọi là Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, rất nổi tiếng 1994, thì các ông cho rằng là nghiên cứu định tính, dữ liệu định tính rất là sexy, rất là quyến rũ, đúng không? Thì tại sao lại là sexy? Thì ở chỗ là nghiên cứu định tính nó trước chúng ta tìm hiểu cái thông tin ở ngay cái tình huống xảy ra, gọi là ngay cái bối cảnh mà nó thực hiện, thì gọi là natural occurring information, đúng không? Và cái thông tin ở đây luôn luôn gắn với bối cảnh. Và bối cảnh là gì? Bối cảnh là luôn gắn với ba cái dimensions. Một là thời gian, đúng không? Xảy ra khi nào? Không gian xảy ra ở đâu, đúng không? Ở cái địa phương nào? Và thứ ba nữa là social groups, tức là những nhóm người nào, đúng không? Đấy, nằm trong cái bối cảnh đó, tương tác với nhau như thế nào? Richness là cái mức độ giàu có thông tin, bởi vì nghiên cứu định tính sản xuất ra những cái loại dữ liệu nó rất là giàu có và chi tiết về cái bối cảnh. Chúng ta sẽ biết là bao giờ khi chúng ta thu thập dữ liệu về, chúng ta có bạt ngàn các cái trang, rất nhiều cái dữ liệu, mà nó không phải là tất cả, đúng không? Có rất nhiều cái nghiên cứu thông tin trong đó. Nghiên cứu lịch đại, tức là các cái phân tích lịch đại, tức là nó cho phép, bởi vì nghiên cứu định tính luôn luôn mang tính dài hơi hơn, và nó cho phép chúng ta khảo sát sâu, cho nên có thể phân tích được những cái chu trình lịch sử xảy ra, những quá trình xã hội diễn ra trong một cái khoảng thời gian dài hơn, và nó chúng ta cung cấp ra những cái nhìn lịch đại, đúng không nào? Tiếp theo là nó luôn dựa vào các cái phân tích để cho ra các cái ý nghĩa mà người tham gia, tức là những người được nghiên cứu gán cho các cái hành động hay là các cái tương tác của họ. Và tiếp theo là các cái luôn luôn bao hàm các cái gọi là ý nghĩa văn hóa, cái sự thay đổi văn hóa và cái gọi là thương thảo về mặt văn hóa để thay đổi trong cái bối cảnh mà người ta thực hành. Đấy thì đặc trưng của nghiên cứu là hình tính như vậy. Và bởi vì cái đặc trưng này cho nên là chúng ta luôn luôn công nhận rằng là chúng ta có rất nhiều cái thực tại, đúng không nào? Thì nói đến cái thực tại là chúng ta nói đến cái việc là chấp nhận đến một cái gọi là cái hiện tượng, sự việc mà chúng ta nghiên cứu nó phải là duy nhất hay không, thì quay về cái bản chất của cái chủ nghĩa thuyết tương đối, đúng không? Thì đối với những người mà theo chủ nghĩa positivism hoặc là post positivism thì hay là hậu thực chứng ấy, thì họ cho rằng là chỉ có một thực tại duy nhất ở ngoài kia và chúng ta ra và đo lường nó. Tuy nhiên người nghiên cứu định tính thì cho rằng là thực tế là có rất nhiều cái thực tại, đúng không? Có rất nhiều cái cách để người ta kiến tạo nên cái ý nghĩa và gắn nó đối với hành động của họ, đúng không? Cho nên có rất nhiều cách để lý giải vấn đề đó.
Cho nên là cái dữ liệu mà chúng ta thu về là một dữ liệu nó hàm chứa rất nhiều cái phiên bản, rất nhiều phiên bản về thực tại đấy. Và phiên bản đầu tiên, nếu chúng ta đi bắt đầu từ những người làm những người chúng ta nghiên cứu ấy, thì bản thân họ nói theo Irving Goffman thì ông là một nhà nghiên cứu sai học Mỹ, thì ông có một tác phẩm đó là The Presentation in Every Life, right? Thì ông sử dụng cách tiếp cận kịch học, thì ông cho rằng là mỗi cái cá nhân khi mà tiếp xúc với người khác thì họ thực hiện một cái gọi là một cái show, tức là một cái họ đang diễn. Diễn có thể là không phải là giả tạo đâu, mà là thể hiện những cái khía cạnh khác nhau của bản thân đấy. Thì nếu chúng ta áp dụng cái cách nhìn đó vào đối với cái bối cảnh mà chúng ta, chẳng hạn như chúng ta đi phỏng vấn một người nào đó, đúng không, để thu thập thông tin, thì cái mỗi cuộc phỏng vấn đấy, khi mà họ tiếp xúc với chúng ta thì họ đang là một cái diễn viên, và họ đang thực hiện một cái vở, và vở kịch đấy thì là đối với chúng ta. Có thể các bạn kịch đây nó không phải là cái giả tạo đâu, mà nó là thể một cái khía cạnh, một cái phần nào đó của thực tại, và họ sẽ produce, họ sẽ đưa ra một cái thể hiện cái phần khía cạnh về cái đời sống của họ, chứ họ không thể hiện hết, đúng không, họ không thể hiện tất cả đấy. Cho nên là có đó là lý do tại sao chúng ta thường đặt câu hỏi là nếu chúng ta đưa ra đi mà cầm một cái bằng hỏi, chúng ta đi hỏi người ta, đúng không, liệu lần đầu tiên chúng ta gặp người ta thì họ có thể đưa ra cái thông tin chính xác hay không đấy. Thì đó là điều mà chúng ta cần luôn luôn phải quan tâm. Và thực tế thì đối với người làm nghiên cứu định tính thì cái có rất nhiều cái phiên bản của thực tại, và những người làm nghiên cứu, những người được nghiên cứu thì họ sẽ cung cấp những cái phiên bản khác nhau. Và không chỉ họ đâu, đúng không, mà chúng ta khi mà chúng ta làm nghiên cứu thì chúng ta cũng có rất nhiều cái mảng kinh nghiệm, đúng không, nền văn hóa khác nhau đấy, và chúng ta có cách lý giải khác nhau đấy, thì bản thân chúng ta cũng là góp phần vào việc chúng ta kiến tạo nên cái thực tại của dữ liệu đấy. Cho nên là khi chúng ta nói như anh dựng phim lúc nãy là chúng ta đang xây dựng một cái nồi lẩu thập cẩm đấy, thì cái nồi lẩu này ngon hay không ngon, hay là mùi vị thật ra sao, thì nó rất tùy thuộc vào khả năng nêm nếm của chúng ta. Cho nên là chúng ta phải công nhận cái thực thực tế đó khi mà chúng ta làm nghiên cứu định tính đấy. Đấy thì quay lại Mars và cộng sự, thì ông cho rằng là chúng ta luôn luôn lựa chọn cái chúng ta nhìn thấy, đúng không? Đấy, và cái chúng ta nghe ở thực địa, và chúng ta chọn cách để chúng ta diễn giải nó. Đấy. Nào, ok, đấy là bản chất của nghiên cứu dữ liệu định tính, đúng không? Thế bây giờ chúng ta phân phân biệt cái phân tích định tính như thế nào? Thì trước hết thì có theo các bạn thì có cái nguyên tắc cố định nào cho nghiên cứu phân tích dữ liệu định tính không? Các bạn nào giơ tay không ạ? Còn nếu không thì các bạn có thể thả câu trả lời của các bạn vào khung chat nha. Rồi. Ok, thì có lẽ là các bạn cũng đã có câu trả lời, đó là chúng ta không có cái nguyên tắc cố định nào, duy nhất nào cho phân tích dữ liệu định tính. Vì sao? Bởi vì là cái nghiên cứu định tính như chúng ta thấy là mỗi nhà nghiên cứu có mấy cái cách tiếp cận khác nhau, và mỗi họ khi mà họ đi vào tiếp xúc với dữ liệu thì cách họ diễn giải, cách họ xử lý khác nhau. Đấy thì tiếp tục là Mouse and Human thì họ cho rằng là có rất nhiều cái cách phân tích dữ liệu định tính, thực hiện những nghiên cứu định tính, và việc mà chúng ta để nói cái việc công bằng cho đối với các cái trường phái này thì rất là khó, và điều đó cũng đúng với cái bài trình bày hôm nay của tôi đấy. Thì mỗi cái nhà nghiên cứu luôn luôn đưa ra cách phân phân tích khác nhau, cho nên là tôi chỉ lựa chọn những cái phần nào mà có thể là nó phù hợp hơn với cái mảng kinh nghiệm của tôi. Và các bạn có thể là khi mà các bạn nghe xong thì các bạn có thể là đối chiếu lại xem là cái nó có hợp với cách mình tiếp cận hay không đấy, và đưa ra cái gọi là best version cho
cho bản thân mình, cái cách tiếp cận tốt nhất cho mình. Đấy. Tiếp theo thì như tôi là nói lúc nãy, bởi vì cái bản chất của dữ liệu là một cái dạng rất nhiều phiên bản, và nó đòi hỏi cái việc chúng ta phải phân giải cái ý nghĩa đấy, kiến tạo cái ý nghĩa đấy. Và do đó cho nên cái quá trình phân tích dữ liệu định tính ấy, thì luôn luôn là một quá trình mà quay lại cái câu của Max Weber là phải tìm hiểu cái ý nghĩa của hành động xã hội đấy. Thì cái điều này cũng làm tôi nhớ lại một cái ví dụ của Lee Focus là khi mà ông phân biệt giữa hai cái hiện tượng, một là nháy mắt và nhấp mắt ấy. Thì cái việc nhấp mắt hay là cái việc mà chúng ta thực hiện một cái nhấp mắt mang tính vật lý đấy, thì nó là một cái phản xạ rất là tự nhiên đúng không, và chúng ta có thể là không có một ý nghĩa xã hội nào gắn cho nó cả. Nhưng một cái nháy mắt đưa tình đúng không, thì nó lại mang cái hàm nghĩa xã hội. Và để chúng ta có thể cung cấp được những cái dữ liệu để phân giải cái ý nghĩa về cái nháy mắt đó, thì là cái mà người làm nghiên cứu định tính phải thực hiện. Michael Quinn Patton là một cái nhà nghiên cứu mà các bạn cũng đặc biệt là ông ấy làm rất nhiều về đánh giá tác động định tính. Thì một trong cái cuốn sách nổi tiếng ông là Qualitative Impact Evaluation. Đấy. Thì cách tiếp cận ông rất là thực tiễn, và ông cho rằng là cái quá trình phân tích ý, dữ liệu định tính ý, là những quá trình mà chúng ta biến con sâu thành con bướm. Đấy. Đấy, ý nghĩa ở đây chính là như nào? Ý nghĩa đây chính là chúng ta biến những cái dữ liệu sống đúng không, thành những cái sản phẩm chín tươi chín, và nó trở thành một cái thức ăn có thể ăn được đầy đủ dư vị đấy. Thì quá trình chúng ta biến chuyển hoặc là thay đổi cái hình thái của cái dữ liệu để trở thành một cái hình thức mới, đấy là cái vẻ đẹp của nghiên cứu định tính. Thì đó chính là lý do vì sao chúng ta nói là cái dữ liệu định tính rất là sexy đó. Thì chúng ta quay lại cái nghề làm phim đúng không, thì nếu các bạn đọc cái cuốn The Handbook of Quality Research của Denzin và Lincoln đúng không, thì hiện nay đã có bản tái bản thứ 6 rồi đúng không, năm 2023 đấy. Thì bản năm 2011 chính là bản tức là 10 hơn 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 10 năm trước, 12 năm trước là cái bản thứ 5 đúng không. Thì cái cuốn này gọi là kinh thánh của những người làm nghiên cứu định tính đúng không, bởi vì tập hợp rất nhiều cái nhà nghiên cứu lớn và đưa ra những xu hướng. Thì theo Denzin và Lincoln thì trong cái việc mà làm nghiên cứu định tính thì nó phân tích dữ liệu thì nó giống như kiểu những người làm montage là những người làm dựng phim, hay là pentimental là những người làm nghệ thuật mà làm sao mà tức là người làm ảnh ấy. Đấy, hoặc là những nhạc gia, thì nó giống như kiểu và tất cả những cái điều này thì cái nghề này nó có mang một cái điểm chung, nó là cái sự ứng biến sáng tạo đấy, tức là họ luôn luôn ứng biến sáng tạo. Nếu những người nhạc gia có thể là tạo ra những cái nhạc ngay trên sân khấu, hay là những người làm montage, những dựng phim có thể tạo ra những cái sản phẩm mới từ việc là cắt ghép những cái đoạn phim với nhau, hình ảnh âm thanh với nhau để tạo ra một cái chiều kích mới đúng không, cái cách nhìn mới đối với dữ liệu. Thì những người làm định tính cũng vậy, kết hợp tất cả những cái yếu tố dữ liệu đấy để có thể tạo thành một cái sản phẩm mới đấy. Thì đó là cái hay của những người làm định tính. Nào, chúng ta sẽ đi vào cái phân loại đầu tiên. Thì về cơ bản ấy, nghiên cứu định phân tích định dữ liệu định tính ấy, thì có hướng đến hai cái mục tiêu. Một là tìm ra điểm giống nhau, gọi là similarity, và một điểm nữa là tìm ra cái liên kết giữa dữ liệu và bối cảnh, contiguity, đúng không? Thì đây là cái phân loại theo Maxwell và Kimmel. Thì họ cho rằng là ngoài ra thì có memos nữa, tức là việc ghi chú nữa.
nhưng mà hai như memo có thể xem là một cái phần trong cái hai cái mảng tiếp cận này. Thì khi mà tiếp cận mang tính giống nhau ấy, thì chúng ta nói đến cái việc là chúng ta phải categorizing, tức là chúng ta phạm trù hóa, đúng không? Thì quá trình phạm trù hóa là quá trình gì? Quá trình phạm trù hóa là quá trình mà chúng ta thu hẹp cái dữ liệu từ từ một hàng hà sa số các chi tiết nhỏ, đúng không? Chúng ta gói gọn nó về các cái khái niệm trừu tượng hơn, gọi là các cái phạm trù, đúng không? Đầu tiên là tất nhiên là các cái mã hóa, đúng không? Mã, sau đấy là các cái phạm trù lớn hơn và các khái niệm mang tính trừu tượng hơn. Thì categorizing đó đó chính là quá trình cơ bản của làm nghiên cứu định tính. Và thông thường có rất nhiều cách mà hiện nay chúng ta cách tiếp cận hiện nay, chẳng hạn như là mã hóa này, đúng không? Hay là phân tích chủ đề này, thematic analysis này, thì đều có thể là thực hiện cái mảng này, bởi vì nó là đang đang rút gọn cái dữ liệu và đưa về các cái khái niệm trừu tượng hơn. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một cách tiếp cận khác, đó là cách contiguity, là connecting. Thì connecting là cái gì? Connecting là khi mà bạn trong quá trình chúng ta phân tích dữ liệu ấy, chúng ta đi từ cái dữ liệu chi tiết, đúng không, về những cái khái niệm trừu tượng hơn, đúng không? Thì quá trình đấy nó tốt, nhưng mà để chúng ta có thể kiểm soát dữ liệu tốt hơn, chúng ta sẽ nắm được dữ liệu tốt hơn. Nhưng mà cái quá trình đó cũng là quá trình mà chúng ta rủi ro trong việc là chúng ta đánh mất cái thông tin của bối cảnh, đúng không? Tức là càng đi xa về cái bối cảnh của từng cái con người cụ thể, của từng sự kiện cụ thể đấy. Thì connecting ấy, nó yêu cầu chúng ta cần phải trong quá trình mà chúng ta phân tích dữ liệu ấy, chúng ta cần phải kết nối lại đối với cái bối cảnh. Thì kết nối lại bối cảnh nó cần phải xác định cái hiện tượng này, xác định cái điều kiện dẫn đến cái hiện tượng đó, bối cảnh của hiện tượng đó, rồi những cái hành động hay tương tác mà để thực hiện cái hiện hành động đó diễn ra, đúng không? Làm những hành động đó nó diễn ra, và cuối cùng là cái hậu quả mà của hành động đó hay là của hiện tượng đó. Đấy thì cái việc chúng ta làm connecting ấy, thì thông thường là có hai cách tiếp cận làm tương đối tốt, đó là narrative analysis, tức là phân tích tường thuật, đúng không? Và hai là case analysis, tức là phân tích nghiên cứu trường hợp. Thì trong narrative analysis là một quá trình mà tiếp cận tương đối tổng thể, holistic, ở chỗ là nó cung cấp chúng ta đặt một cái câu chuyện, chẳng hạn câu chuyện một con người chẳng hạn, ở trong cái bối cảnh của anh ta, và gắn liền cái bối cảnh đó với các cái sự kiện hoặc là các cái kinh nghiệm mà anh ta trải qua. Hay là đối với case analysis là quá trình mà chúng ta kết nối cái thông tin đó đối với cái bối cảnh của cái case đó. Thì nếu các bạn đọc Zinn ấy, Robert Zinn, về cái nghiên cứu trường hợp ấy, thì các bạn có thể là trong mỗi case thiết kế design đều có gắn cái case đó với bối cảnh đấy. Thì đấy là cách tiếp cận đầu tiên về similarity và contiguity đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ tới một cái cách tiếp khác. Thì Onwuegbuzi, như ta nói lúc nãy, ông là một giáo sư ở Đại học Cambridge, thì ông đưa ra, ông và các cái cộng sự đưa ra rất nhiều cái phân loại về các cái kỹ thuật, đúng không? Kỹ thuật phân tích định tính. Thì năm 2007 đến 8 thì ông cộng sự tổng hợp được khoảng 18 mấy cái kỹ thuật, đúng không? Và năm 2012 thì là 23. Còn cái bài năm 2014, tức là khoảng 10 năm trước, thì nó khoảng tầm 34 cái kỹ thuật. Đấy. Thì các ông cho rằng là thật ra cái việc chúng ta hay làm ấy, thì thông thường là gọi là data constant comparison analysis, tức là cái phân tích so sánh liên tục. Mà phân tích so sánh liên tục là mấy cái kỹ thuật của lý thuyết từ kiến tạo từ cơ sở, graph theory đấy. Thì về cơ bản chúng ta đi theo phương pháp này đấy. Nhưng mà chúng ta lại không nhận thức được là có xung quanh có rất nhiều các loại phương pháp kỹ thuật khác cũng có thể giúp chúng ta phân tích dữ liệu định tính. Thì đây là cái cách phân loại của ông, và họ phân loại dựa trên có bốn cái chúng ta đã biết, có bốn cái nguồn thông tin, đúng không? Thì đầu tiên là nói này, hai là quan sát này, ba là tài liệu, bốn là
các cái dữ liệu về hình ảnh âm thanh đấy. Thì mỗi cái này thì nó có thể chuyển hóa cho nhau đúng không nào, và nó có thể tương tác với nhau, và mỗi cái loại này thì có lại cách tiếp cận mỗi những kỹ thuật riêng đấy. Thì chẳng hạn như đối với talk based data thì chúng ta thấy là có thể phân tích diễn ngôn này, phân tích tường thuật, phân tích ký hiệu học này, semiotic này, hay phân tích so sánh định tính này. Đấy, so sánh định tính là so sánh giữa các cái case đấy, constant comparison tức là phân tích so sánh liên tục của cái lý thuyết kiến tạo từ cơ sở, hay là keywords in context này, cái tức là từ khóa trong bối cảnh này, hay là word count đếm số lượng từ ấy, membership categorization là analysis tức là phân tích cái góc nhìn của từng cái thành viên. Domain analysis, taxonomic analysis hay theme analysis là ba kỹ thuật của cái bên ngành nhân học, dân tộc học. Classic content analysis thì phân tích để kiểm đếm cái thông tin về code, tức là có bao nhiêu cái mã hóa đấy. Đấy thì tương tự như vậy thì observation cũng có các cái cũng những kỹ thuật này cũng có thể là sử dụng cho observation này. Một số kỹ thuật cũng có thể sử dụng cho phân tích dữ liệu document. Thì trong document thì có một cái một số kỹ thuật nó tương đối riêng, chẳng hạn như là secondary data analysis đúng không? Thì các bạn biết là có rất nhiều cái thông tin chúng ta không phải lấy từ phỏng vấn mà chúng ta lấy từ các cái báo cáo của địa phương chẳng hạn, đúng không? Và khi mà chúng ta có về rồi thì chúng ta phải buộc phải phân tích, đúng không? Và phân tích thế nào? Chúng ta xem đó là phân tích dữ liệu thứ cấp đấy. Secondary và chúng ta cần phải phân tích cái tài liệu đó, và secondary data analysis là một cái phương pháp có thể sử dụng. Ngoài ra thì hiện nay thì những cái phần mềm gọi là không phải phần mềm là gọi là một những cái software như là NVivo hay là Deduce hay là Max QDA chẳng hạn thì đều cho phép chúng ta phải thực hiện cái text mining. Đấy. Còn đối với cái phân tích về các cái tạo tác ấy, thì chúng ta có cũng sử dụng các cái kỹ thuật trên, một số kỹ thuật trên như là qualitative comparative analysis chẳng hạn. Đấy. Thì khi mà chúng ta đây là một vài cái định nghĩa thì có thể các bạn sẽ xem sau. Tôi sẽ bỏ qua phần này nhé. Rồi khi mà chúng ta nói đến các cái kỹ thuật ấy, chúng ta có thể phân thành ba loại đúng không? Đoạn loại thứ nhất là các cái kỹ thuật. Cái kỹ thuật là nó những cái cách tiếp cận rất là cụ thể. Đấy. Thì chúng ta có thể xem những cái cách tiếp cận cụ thể như là domain analysis, là taxonomic analysis là một cái kỹ thuật cụ thể. Và gọi kỹ thuật cụ thể bởi vì nó nằm trong một cái phương pháp nghiên cứu cụ thể, chẳng hạn như là của domain thì nó là của cả dân tộc học đấy, hay là constant comparison analysis là một cái phương pháp mà so sánh liên tục thì nó nằm trong cái kiến tạo từ cơ sở đúng không? Ngoài ra thì có những cái phương pháp là nó đứng độc lập, nó không nằm trong một cái trường phái phân tích nào cả đấy, thì có thể xem là phân tích chủ đề là có thể áp dụng cho tất cả các loại phân tích khác đấy. Thì khi chúng ta đi lên nữa thì chúng ta sẽ có các cái cách tiếp cận chẳng hạn như là hiện tượng luận này, nghiên cứu trường hợp này, nghiên cứu tường thuật này, nghiên cứu lý thuyết từ cơ sở này, dân tộc học này, và bây giờ có rất nhiều nghiên cứu về critical theory, queer theory, disability theory chẳng hạn. Đấy, thì những nghiên cứu này thì đều có thể dựa trên một hoặc là nhiều cái khung lý giải khác nhau. Thì Creswell vừa đây mới ra cuốn Research Design bản thứ 6 đúng không? Các bạn có tìm đọc cuốn năm 2022. Thì ông chuyển cái advocacy và participatory paradigm thành cái transformation, tức là cái hệ hình biến đổi ấy. Và cái này nó hàm chứa các cái lý thuyết mới, chẳng hạn như là critical queer theory, disability theory, hoặc là những nghiên cứu về dân tộc bản địa. Đấy. Đấy thì đây là những cái mà một cách để chúng ta phân chia, đúng không? Tiếp theo thì có một cách khác cũng rất là hay,
mà tôi thấy nó cũng rất là hữu ích trong việc chúng ta phân chia vào cái cách tiếp cận phân tích dữ liệu định tính, đó là cách Big Q và Small Q. Big Q và Small Q là một cái phân loại do hai nhà nghiên cứu Kinder và Fine, Kinder và Fine năm 1987 họ đưa ra. Thì họ cho rằng là cái dãy không chỉ nghiên cứu hậu thực chứng ấy, không chỉ ảnh hưởng đối với nghiên cứu định lượng mà cũng ảnh hưởng đối với những người làm nghiên cứu định tính, và đó chính là những người small Q, tức là những Q nhỏ ấy. Thì đối với những người Q nhỏ ấy thì họ sử dụng những cái nguyên tắc, nguyên lý giải của chủ nghĩa hậu thực chứng. Thì đối với một số bạn không quen thuộc với từ khóa hậu thực chứng thì các bạn biết là hậu thực chứng là một khái niệm nó liên kết với tức là cái hệ mẫu hình, là cái lý giải triết học. Đấy, thì nó là cái phiên bản sau của hậu thực chứng, thực chứng luận. Đây, thực chứng luận là xuất phát thời kỳ khai sáng, đúng không? Sau đấy thì hậu thực chứng, thì cái bài về bản chất là hậu thực chứng nó khác biệt ở chỗ là nó không còn niềm tin ngây thơ là chỉ có một thực tại duy nhất nữa, mà ở đây nó chuyển theo cái hướng là có thể cần phải kiểm sai. Đấy, cái khái niệm kiểm sai, falsification của Karl Popper ấy. Thì cái việc chuyển từ cái thực chứng sang hậu thực chứng là chuyển từ việc là xác thực lý thuyết, tức là theory verification, sang cái gọi là theory gọi là falsification, tức là kiểm sai lý thuyết, đúng không? Bác sai lý thuyết, đúng không? Đấy, thì chúng ta chỉ cần tìm một cái trường hợp để bác sai cái lý thuyết hiện có là được. Đấy. Còn trước kia thì là nhất chúng ta phải tìm cái dữ liệu để chúng ta kiểm đúng, đúng không? Đấy, thì đối với những người mà làm cái nghiên cứu Q nhỏ thì thường sử dụng cái nghiên cứu dữ liệu định tính cho những cái dự án nghiên cứu hỗn hợp. Tức là nó chỉ nhằm bổ sung, cung cấp những thông tin để xây dựng cái bộ công cụ cho những người làm nghiên cứu định lượng mà thôi. Đấy, thì Brown Clark thì áp dụng cái cách tiếp cận này để đưa vào cái việc là phân biệt nó với Big Q. Thì Big Q là những người mà các bạn có thể xem là thuần túy nghiên cứu định tính, đúng không? Và họ sử dụng các cái nguyên tắc của constructivism, là chủ nghĩa kiến tạo xã hội, đúng không? Và họ thường sử dụng cái cách tiếp cận nó mang tính quy nạp, đúng không? Thì Brown and Clark, hai nhà, nếu các bạn quen thuộc với phân tích chủ đề thematic analysis thì các bạn biết cái bài báo rất nổi tiếng của họ, đó là thematic analysis in psychology, đúng không, trong tâm lý học. Đấy, thì bài báo năm 2006, hiện nay hình như là đến hơn 200.000 lượt trích dẫn rồi. Thì họ phân chia như này, họ phân chia cú sửa đến cái khung small Q, big Q này, để họ phân chia thành cái gọi là ba cái trường phái phân tích chủ đề. Thì thematic analysis có thể dịch là phân tích chủ đề, nhưng mà khi mà đi vào dịch các cái cách phân tích cụ thể của phân tích chủ đề thì cũng cần có một số chú ý, thì tí nữa tôi sẽ nói. Thứ nhất là chúng ta nói đến small Q ấy, thì đối với cách tiếp cận phân tích chủ đề này thì một trong những cái điển hình đó là của Greg và cộng sự năm 2012, thì các tác giả này đưa ra một cách tiếp cận là apply thematic analysis, tức là mang tính tức là phân tích chủ đề mang tính thực tế đấy. Thì họ là những người mà sử dụng rất nhiều trong nghiên cứu thực hành, trong nghiên cứu thị trường đấy, và đòi hỏi có mấy cái mức độ cái thời gian họ eo hẹp và cái đòi hỏi khách hàng rất là cao để họ tức là đưa ra kết quả rất nhanh. Và theo họ thì cần phải đưa ra những cái nguyên tắc của nghiên cứu hậu thực chứng để đi vào để kiểm soát gọi là độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu. Đấy, thì một trong những cách mà họ kiểm soát chính là việc họ yêu cầu phải kiểm soát cái thiên kiến của nhà nghiên cứu. Đấy, xem thiên kiến của nhà nghiên cứu là một cái trở ngại. Đấy, và cái cách kiểm soát của họ chính là việc cần phải đưa ra một số cái cách thức, đó chính là như kiểu là đưa rất nhiều người thực hiện mã hóa cùng một lúc để xem là ai mã hóa như thế nào, và cuối cùng là cần phải tìm ra cái gọi là điểm đồng ý, đồng thuận đấy, giữa các cái người mã hóa. Và những người này thì họ sẽ quyết định xem là cái độ tin cậy của phân tích dữ liệu định tính.
Và một cái đặc trưng nữa của họ, của những người làm về apply thematic analysis, chính là đưa ra coding frame, tức là cái khung mã. Đấy, các bạn nếu mà các bạn biết là khung mã là codebook hoặc là coding frame, thì là một trong những cái bộ, còn nó như dụng giống như là bộ mã hóa bên nghiên cứu định lượng ấy, để nhằm giải thích cho cái mã của mình. Đấy, code definition. Đấy thì trái ngược với nó thì những người theo Big Q là những người mà theo cái trường phái định tính tương đối thuần túy hơn, và họ sẽ sử dụng xem cái subjectivity, tức là cái thiên kiến nhà nghiên cứu, là một cái nguồn lực thay vì là một cái trở ngại và cần phải kiểm soát. Nguồn lực như thế nào? Nguồn lực, tức là xem nó là một cái cơ sở để mỗi cái nhà nghiên cứu đưa ra những phát hiện độc đáo riêng. Đấy, cái điểm hay là họ chấp nhận và họ đề cao cái thiên kiến, và xem thiên kiến đó mang lại cái màu sắc đối với những người, là cái bản bản sắc của cái nghiên cứu của mình. Đấy, thì cái này nó cũng yêu cầu cái việc thực hiện cái phải thực hành phản tư, đúng không? Để làm sao mà đảm bảo cái độ tin cậy. Và một cái điểm khác biệt nữa là đối với những người làm Big Q như Brown và Clark, thì cái việc phát triển chủ đề ấy là phát triển sau, còn những người mà làm small Q ấy thì là phát triển trước, chủ đề thì phát triển trước. Cho nên trong có một cái sự khác biệt rất là đáng chú ý giữa hai cái trường phái này, đó chính là những người làm small Q ấy thì xem theme, tức là theme chủ đề, nó là một cái tóm tắt lĩnh vực. Tóm tắt lĩnh vực là một cái domain, lĩnh vực là gọi là domain, tức là domain, tức là một cái lĩnh vực kiến thức cụ thể nào đó, và nó thường dựa trên cái câu hỏi nghiên cứu. Trong khi đó những người làm Big Q ấy thì là những người mà gọi là xem chủ đề là một cái khuôn mẫu thông tin nằm trong các đoạn mã mà chúng ta đã thực hiện phát triển trong quá trình chúng ta phân tích. Thì cái điểm khác biệt này rất là mấu chốt nhé. Bởi vì là đối với BigQ thì cái team luôn luôn là phải phát triển sau, là một cái sản phẩm đầu ra của quá trình phân tích chứ không phải là đầu vào. Cho nên những người làm small Q thì có thể xác định cái bảng mã hóa từ trước khi mà phân tích. Đấy. Thì giữa đó thì cũng có sự cả sự tiếp cận ở giữa, gọi là những tiếp cận gọi là codebook thematic analysis, thì dựa trên nhiều vào cái gọi là pragmatism, tức là kiến tạo, tức lý thuyết, thuyết thực chứng đấy, không phải thực chứng mà gọi là gì nhỉ, thực dụng, đúng không? Thực dụng thì ở Việt Nam thì có thể nó mang hàm ý hơi tiêu cực, nhưng thực tế là thực dụng là đây, ở đây nó mang nghĩa là một cái đối sánh đối với cái kiến tạo từ kiến tạo xã hội và thuyết học thực chứng. Đấy thì nếu chúng ta đi vào sâu hơn thì chúng ta thấy là thì đối với những người mà làm nghiên cứu Big Q như Brown và Clark, thì họ xây dựng cái nghiên cứu chủ đề, hay đúng hơn là phân tích khuôn mẫu theo 6 cái bước. Thì bước đấy thì các bạn thấy là từ cái bắt đầu làm quen cho đến việc phát triển chủ đề là đi qua rất nhiều bước và yêu cầu phải thực hành phản tư, đúng không? Và cái chủ đề chỉ được phát triển sau thôi. Đấy. Có những người mà ở giữa, chẳng hạn như là Kings and Brooks, những người mà phát triển chẳng hạn như là code template analysis chẳng hạn, thì họ cho phép một phần là sẽ phát triển cái chủ đề ở trước, nhưng mà vẫn để một cái độ mở để có thể là cho cái chủ đề nó nảy sinh trong quá trình mà chúng ta phân tích. Còn những người mà làm apply như Grab và cộng sự thì họ luôn luôn xác định cái codebook trước, đúng không? Và từ codebook đấy thì xác định theme trước, sorry, sau đấy từ theme đấy sẽ xây dựng bằng mã đấy, từ bằng mã đấy sẽ sử dụng cho tất cả những cái dữ liệu của cái phân tích. Và điều quan trọng, họ sử dụng rất nhiều người mã hóa để đảm bảo độ tin cậy. Đấy. Như vậy thì tôi đã đưa cho các bạn một số cách phân loại, đúng không nào? Thì có thể là những cách phân loại đấy nó chưa bao hàm hết tất cả những cách tiếp cận phân tích dữ liệu định tính đấy, thì có những tí nữa các bạn sẽ bổ sung, nhưng mà nó cung cấp những cái cách hiểu cơ bản đấy. Thì
Cái khía cạnh cuối cùng mà tôi muốn nói chính là phân tích dữ liệu đường tính thì không những nhằm đến cái việc hiểu mà nó còn mang tính là để giải thích cái vấn đề và có thể là hướng đến việc xây dựng cái lý thuyết, đúng không? Cái việc xây dựng lý thuyết ấy, thì nó là một cái phần không thể thiếu đối với các cái lý thuyết kiến tạo từ cơ sở, nhưng mà có thể là một cái phần rất quan trọng đối với những người mà làm nghiên cứu chủ đề, đúng không? Có thể đưa ra những lý thuyết, và lý thuyết thì luôn luôn hướng đến giúp chúng ta lý giải cái vấn đề. Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa khi mà phát xây dựng lý thuyết đó chính là giúp chúng ta sáng tạo ra những cái sự thay đổi mang tính tích cực cho xã hội. Đấy thì theo Denzin và Lincoln, cái bản mới vừa ra đây, cái bản thứ 6 của cái Handbook of Qualitative Data, Qualitative Research ấy, thì họ nói rằng là chúng ta we no longer just write culture, là chúng ta có thể không 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 còn việc chúng ta viết về văn hóa nữa, mà chúng ta là perform and stage culture, tức là chúng ta đang thực hành cái văn hóa đấy, và chúng ta và trình diễn cái văn hóa đấy. Đấy thì có rất nhiều cái cách để chúng ta phân tích dữ liệu định tính, nhưng mà hiện nay thì cách dữ liệu chúng ta đang làm chúng là chúng cố gắng là mang cho cái dữ liệu của mình có cái chức năng để thay đổi xã hội. Đấy thì có lẽ là thời thời gian thì có lẽ không không còn nhiều, đúng lên thì có thể là chúng ta sẽ dừng ở đây, thì chúng ta sẽ trao đổi về về phân tích dữ liệu định tính. Bạn thấy sao? Các bạn thế nào? À, dạ bình thường thì một cái webinar bên em sẽ kéo dài khoảng tầm 1 tiếng á, sau đó là sẽ có cái phần là Q&A á, để các bạn có thể đặt câu hỏi. Dạ. Bây giờ các bạn hỏi các bạn hiện tại đây, các bạn có muốn tiếp tục không? Tôi có một vài slide thôi. Nhưng mà cái phần về lịch sử thì cũng cũng khá khá dài một chút. Thì các bạn có muốn dừng lại đây để chúng ta thảo luận về phân tích dữ liệu không, hay là chúng ta mong muốn nghe tiếp? À, em có đọc trong khung chat thì các bạn có ý kiến là mình nên tiếp tục. Dạ, nhưng mà mình có Okay. thể dạ, anh có thể dừng một chút xíu để anh uống miếng nước. Dạ. Ok, thì chúng ta nói tiếp vậy, đúng không? Cái phần này thì thật ra thì làm tại sao thì phân tích dữ liệu định tính hiện nay thì lại đề cao việc chúng ta phải tạo ra những cái biến đổi xã hội mang tính tích cực, đúng không? Thì nó liên quan đến cái quá trình phát triển của nghiên cứu định tính. Thì theo Denzin và Lincoln ấy, thì hai ông bà này thì cho rằng là cái quá trình mà lịch sử của nghiên cứu định tính có thể trải qua 8 giai đoạn, đúng không? Thì đấy là cái thời xa xưa năm 2011 rồi. Đấy là bản thứ 5. Còn bản gần đây, bản 2023 ấy, thì ông bà update lên thành 11 cái giai đoạn lịch sử. Đấy. Thì chúng ta thử xem ông bà update cái gì nhá. Thì các bạn biết được cái giai đoạn đầu tiên mà ông bà ấy nói là cái giai đoạn truyền thống, giai đoạn từ năm 1900 năm đến 1950. Thì giai đoạn này thì giai đoạn gọi là giai đoạn mà thống trị, quên nói một chút là cái giai đoạn lịch sử này là của ở Mỹ nhá. Có thể nó không đúng với các cái phần khác thế giới. Nào tôi sẽ đá qua một phần. Thì cái phần này, cái giai đoạn này nó thống trị của cái thực chứng luận, đúng không? Positivism. Đấy thì giai đoạn này nghiên cứu định tính cũng có, nhưng mà bị ảnh hưởng rất là lớn bởi nói chung là không, hầu như không đáng kể. Và một trong những trường phái ở Mỹ là trường phái Chicago, của những nhà nghiên cứu về symbolic interactionism, chẳng hạn như là George Smith chẳng hạn. Đấy thì một trong những cái nhà sáng tạo về gọi là tương tác biểu trưng, đấy, lý thuyết tương tác biểu trưng, hay là Allen Park, đấy chẳng hạn, nghiên cứu về đô thị, hay là Thomas và Janeski là nghiên cứu về những người nông dân Ba Lan, đấy, hoặc là Malinowski là những nghiên cứu về dân tộc học. Thì về cơ bản các cái nghiên cứu thời đại này thì đều bị ảnh hưởng bởi thực chứng luận. Còn ở Việt Nam chúng ta thì giai đoạn này chúng ta đang trong giai đoạn Bạch Đô Hộ thực dân Pháp, đúng không? Và về cơ bản là chúng ta không có nhiều các nghiên cứu. Tuy nhiên thì thời gian này chúng ta có một số người mà đã đi học ở Pháp, hoặc là chẳng hạn như là Nguyễn Văn Huyên, nhà dân tộc học,
hay là một số nhà nghiên cứu cũng đã ở Pháp về và thực hiện cái nghiên cứu của mình. Thì Nguyễn Văn Huyên cũng có nghiên cứu về văn minh Việt Nam năm 1944 thì phải. Đấy thì với cơ bản là cũng chưa có cái đầu mối về nghiên cứu định tính, nhưng mà đã có xuất hiện những cái du nhập như cái nghiên cứu về khoa học xã hội vào nước ta. Đấy thì thật ra nó không chỉ Việt Nam đâu, mà giai đoạn này kể cả ở Đức nữa thì cũng là giai đoạn mà nhập khẩu, bắt đầu chuẩn bị nhập khẩu, tức là bắt đầu lãng quên cái nghiên cứu về định tính, mặc dù trước đó thì đã có Max Weber rồi. Đấy. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn hiện đại. Thì giai đoạn này là năm 1950, 1970. Thì giai đoạn này là giai đoạn mà có những cái liên quan đến hậu thực chứng, tức là thay vì thuyết thực chứng luận thì bắt đầu có những cái nghiên cứu về hậu thực chứng. Thì tại sao gọi là hậu thực chứng? Bởi vì là thời điểm này thì có một sự hoài nghi đối với các cái nguyên lý của thực chứng luận, bởi vì người ta không còn tin là có một cái thực tại duy nhất nữa mà cần phải có những cái thông tin để kiểm sai. Thì một trong những cái đóng góp đối với cái xu hướng này là Popper, đúng không, về đưa ra cái khái niệm về parallelism đấy, đúng không? Cái hệ mẫu hình đấy. Thì giai đoạn này thì rất nhiều những nhà nghiên cứu, đặc biệt là dân tộc học, thì bắt đầu tỏa đi các cái nước và bắt đầu thu thập những dữ liệu từ các cái nước thuộc địa đấy, và họ cung cấp dữ liệu ngược lại và để gọi là thách thức những cái quan điểm gọi là đang thống trị ở Mỹ đấy. Thì bắt đầu có những cái tư duy về hậu thực chứng. Và các bạn nhớ là giai đoạn này chúng ta có một số nghiên cứu rất là chú ý, đáng chú ý, chẳng hạn như là của Irving Goffman về Presentation of Everyday Life, hay là nghiên cứu của Garfinkel về phương pháp luận dân dã năm 1967, hay là các nhà nghiên cứu về lý thuyết kiến tạo từ cơ sở, đúng không, chẳng hạn như là Strauss and Glaser năm 1965, 1967 đã bắt đầu đưa ra cái lý thuyết kiến tạo từ cơ sở và đã gây tiếng vang. Và điều này nó dẫn đến cái giai đoạn sau, đúng không? Giai đoạn này Việt Nam thì vẫn đang chiến tranh, nên là chúng ta chưa có gì thay đổi mấy. Giai đoạn về tiếp theo là giai đoạn mà có một sự mờ nhòa về ranh giới các cái lĩnh vực. Và giai đoạn này thì chúng ta bắt đầu có những cái những nhà nghiên cứu mà đã bắt đầu chuyển sang các cái khung lý giải của định tính. Đấy. Thì kể một câu chuyện một chút là chúng ta biết là Cuba Lincoln, đúng không, là những người mà đưa ra cái cuốn Naturalistic Inquiry, tức là cách tiếp cận nghiên cứu tự nhiên đấy, năm 1985 đấy. Thì cái lịch sử của Cuba là ông là Egan Cuba, là nhà nghiên cứu, ông xuất thân là một người làm tiến sĩ thống kê đấy. Thì năm và tiến sĩ thống kê thì ông sau khi tiếng Việt xong thì ông được giao làm nghiên cứu về giáo dục đấy. Và cái quá trình mà là ông làm giáo dục ấy thì ông được giao thực hiện rất nhiều cái nghiên cứu đánh giá, và nghiên cứu đánh giá thời đó là nghiên cứu đánh giá thực nghiệm, đúng không, và thực nghiệm mà thực hiện trong lab, hoặc là thực nghiệm các cái nghiên cứu đánh giá như kiểu tâm lý học để đo lường và kiểm định ấy đấy. Và một trong những cái thách thức của hồi đó chính là các ông phải đưa ra đánh giá xem liệu những cái chương trình giáo dục nó có liệu có hiệu quả hay không đấy. Và Egan Guba thì bắt đầu xuất phát từ người làm về thực nghiệm kiểm định, thì đã phải chuyển sang cái việc là sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính để đánh giá. Và điều này nó mang lại những cái sản phẩm rất là đáng chú ý vào năm 1965, khi mà ông bắt đầu kết luận là những nghiên cứu về giáo dục không thể nào sử dụng nghiên cứu thuần túy các nghiên cứu thực nghiệm được, mà cần phải sử dụng các cái cách lý giải thực địa từ nghiên cứu định tính thì mang lại hiệu quả cao hơn. Đấy thì giai đoạn này chính là giai đoạn như vậy, rất nhiều xuất hiện nhiều cái cách tiếp cận về lý giải đấy. Và năm 1980, 1985 thì bắt đầu xuất hiện cái chiến tranh giữa các cái hệ mẫu hình, và đấy kết thúc bằng cái tác phẩm của Cuba và Lincoln năm 1985 đấy. Đấy thì giờ này chúng ta đã vào giải phóng rồi, và chúng ta bắt đầu có những cái thế hệ đầu tiên đấy thì đi du học đấy, đúng không nào?
Thì năm 1985, 1990 thì Việt Nam thì cũng có rất nhiều cái người bắt đầu đi du học về đúng không? Bắt đầu hiện cả cái đánh giá theo các tổ chức phát triển. Đấy, rất nhiều dự án đánh giá phát triển và bắt đầu ứng dụng các cái phương pháp nghiên cứu kể cả định tính và định lượng. Nhưng mà về phần đa thì ở Việt Nam thì vẫn là phủ sóng với nghiên cứu định lượng thôi. Đấy, thì ở giai đoạn này thì ở Mỹ thì bắt đầu là họ cũng thực hiện trải qua một giai đoạn khủng hoảng, bởi vì những người làm nghiên cứu định lượng định tính không không biết là nên sử dụng cái phương pháp nào và định vị bản thân họ như thế nào, và họ bắt đầu phải di chuyển sang các ngành nhân văn, nghiên cứu về ngôn ngữ rồi nghiên cứu để tìm kiếm các cái lý giải cho bản thân mình. Đấy thì lấy giai đoạn mà năm 1986, 1990 thì giai đoạn này thì chúng ta cũng biết là có nhiều cái nghiên cứu bắt đầu, chẳng hạn như là Strauss và Corbin bắt đầu đưa ra cái bản thứ hai về lý thuyết kiến tạo từ cơ sở đúng không nào? Đấy thì năm nó cũng dẫn đến cái giai đoạn postmodern năm 1990 đến 1995, giai đoạn mà bắt đầu là cái thời kỳ mới của những người làm dân tộc học, nhân học, đấy, dân tộc học đấy bắt đầu đi khỏi cái cách tiếp cận cũ đấy. Và giai đoạn này thì ra rất nhiều tác phẩm đấy. Thì năm 1994 thì bắt đầu có cái cuốn, hình như là cuốn đầu tiên của cái handbook đúng không? Handbook Quality Research thì năm năm này đấy. Thì và năm này cũng chúng ta cũng biết là Caroline Ellis cũng bắt đầu phân tích đưa ra cách tiếp cận về autoethnography, tức là từ sự dân tộc học. Đấy. Thì những cái cách tiếp cận về narrative tường thuật thì bắt đầu xuất hiện những năm này. Thì Việt Nam, các bạn biết là ở Việt Nam những năm này chúng ta thường có các nghiên cứu về sử học và nhân học đúng không? Những người mà bắt đầu đi điền dã về các cái làng nông thôn Việt Nam và bắt đầu viết về làng Việt Nam ấy. Thì ở Việt Nam các cái nhà nghiên cứu tứ trụ từ sử học như Lâm Lê Tấn Vượng, hay là những nhà nghiên cứu về làng, những người mà tốt nghiệp từ nước ngoài, chẳng hạn như giáo sư Lê Văn Lương ấy, là những người mà làm nghiên cứu về làng bắt đầu về Việt Nam, và tôi nghĩ là cái giai đoạn này họ cũng bắt đầu sử dụng nghiên cứu định tính rồi. Đấy, thì đấy là giai đoạn ở Việt Nam. Tiếp theo thì giai đoạn năm 1995, 1920 thì bắt đầu là có những cái sự phát triển tương đối nổi trội của cái nghiên cứu về tường thuật. Đấy, Caroline Ellis về bản thực sự dân tộc học là những người mà bắt đầu đi tiên phong như cái trường phái này, hay gọi là narrative turn đấy, thay đổi về cái nghiên cứu tường thuật. Đấy, thì giai đoạn từ 2000 đến 2004 thì có sự xung khắc giữa các cái phương pháp luận khác nhau. Đấy, thì giai đoạn này chúng ta cũng bắt đầu có những cái thế hệ bắt đầu đi nước ngoài và học những cái mới. Thì giai đoạn tiếp theo là giai đoạn về phát triển rực rỡ về các cái loại hệ mẫu hình, parallelism, thì là không chỉ gói gọn trong các cái gọi là hệ thực hậu thực chứng, kiến toàn xã hội, hay là các cái nghiên cứu về các cái về advocacy nữa, mà có rất nhiều cái postism. Các bạn có thấy là giai đoạn này là giai đoạn mà Denzin và Lincoln đã bổ sung sau này ấy, thì có rất nhiều cái chẳng hạn như là cách khảo sát nữ quyền này, critical indigenous inquiry này. Đấy, hoặc là postmodernism, tức là có rất nhiều post đây. Đấy, thì hậu hậu hiện đại này, hậu chủ nghĩa thực dân này, hậu kiến trúc này. Đấy, có rất nhiều cái hậu đây, thì rõ ràng có những giai đoạn mà có sự rộng của rất nhiều cái loại mô hình. Những cái phần tôi đỏ là những cái phần mà khác biệt so với năm bản tại bản năm số bản từ lần thứ năm. Thì cái bản năm 2011 thì dừng lại ở cái bản mà cái thời gian là 2010 đến hiện nay thôi. Nhưng mà hiện nay thì họ cho phép họ Denzin, Lincoln và các tác giả mới xem cái thời gian này là thời gian fracture, post-humanist. Thì giai đoạn này chúng ta những người làm nghiên cứu định tính bắt đầu phải đối phó với cái trừ cái phong trào về sử dụng evidence base đấy. Thì các bạn evidence based tức là dựa vào nghiên cứu bằng chứng, thì xuất hiện những cái nghiên cứu về của Cochrane, những cái bản hướng dẫn để thực hiện các cái systematic review chẳng hạn, thì dựa vào cái nghiên cứu tính tính gọi là dựa vào các cái dữ liệu đấy.
Và giai đoạn hiện nay thì giai đoạn chúng ta bắt đầu chuyển sang cái gọi là uncertain future present, tức là giai đoạn mà chúng ta gặp rất nhiều cái biến cố từ dịch giã cho đến chiến tranh, đúng không? Khủng hoảng tài chính. Thì giai đoạn này là giai đoạn mà bắt đầu cổ vũ cho gọi là critical inquiry, tức là các nghiên cứu mang tính phê phán. Đấy, tức là để cung cấp những cái cách tiếp cận để nhằm tạo ra những cái thay đổi tích cực cho xã hội. Thì đó là chính là lý do vì sao tôi muốn nói với các bạn là nghiên cứu cái phân tích dữ liệu định tính ý, bắt đầu nó có những cái biến chuyển sang việc là không những hiểu vấn đề mà còn muốn tạo ra những cái thay đổi. Đấy. Thì giai đoạn này thì tôi nghĩ là từ 2010 đến nay thì có rất nhiều lứa của Việt Nam cũng bắt đầu đi du học ở nước ngoài và bắt đầu đưa cái nghiên cứu tiếp cận định tính về. Tất nhiên hiện Việt Nam hiện nay thì cái mô hình định lượng thì vẫn là cái chiếm đa số, nhưng mà những người làm nghiên cứu định tính thì bắt đầu cũng đang nảy nở để có thể là cung cấp một cách nhìn khác đối với cái nghiên cứu hiện nay. Thế thì về cơ bản thì theo như Denzin và cộng sự thì đây giai đoạn chúng ta cố gắng giải thực dân, đúng không? Đấy, cho nên là một trong những điều chúng ta mong muốn đó chính là chúng ta không những tiếp cận với các cái nghiên cứu phương Tây mà chúng ta cũng nên trân trọng các cái nghiên cứu của Việt Nam, nghiên cứu bằng tiếng Việt đấy, chứ không phải chỉ là nghiên cứu tiếng Việt người Việt xuất bản từ trên các tạp chí Tây đâu, mà thực sự là có rất nhiều có một sự thiên kiến không nhẹ trong việc là chúng ta chỉ trích dẫn và chỉ chọn lọc nghiên cứu xuất bản bằng tiếng Anh ở trên các tạp chí bình duyệt ở nước ngoài, đúng không? Mà chúng ta bỏ qua rất nhiều cái nghiên cứu ở Việt Nam, và điều này làm chúng ta mất một cái không những là nó làm cho cái nghiên cứu nó mang màu sách thực dân, bởi vì tất cả những cái nghiên cứu đều từ lý thuyết từ nước ngoài, không có cái lý thuyết từ bản địa đấy, và làm cho chúng ta các cái nhà nghiên cứu Việt Nam rất là khó khăn đấy. Cho nên là qua đây tôi cũng rất muốn kêu gọi mọi người chúng ta sẽ nên tập trung để củng cố cái mảng này, nên chú trọng là chúng ta trích dẫn các nghiên cứu ở Việt Nam, đặc biệt đến các nghiên cứu tiếng Việt mà có chất lượng, đúng không? Đấy thì với các bạn là chúng ta đã đi qua rất nhiều cái cách phân loại. Thì cách đầu tiên là cách phân loại giữa realism, tức là chủ nghĩa thực thực tế đấy, và relativism, tức là thuyết tương đối, đúng không? Thì hai cách tiếp cận này nó phân định giữa nghiên cứu định lượng và định tính, và cũng dẫn đến cách phân định thứ hai, đó chính là phân định về big Q, small Q, đúng không? Và một cái chiều nữa là phân định giữa việc phân tích để hiểu hay là phân tích để tạo ra sự thay đổi, critical hay transformative, đúng không? Đấy. Big Q, small Q thì một cách phân phân định nó không chỉ là trong cái phân tích nghiên cứu chủ đề đâu, cũng có thể là áp dụng cho các cái phân tích khác, đúng không? Và cuối cùng là cái phân tích giữa singularity và contiguity, tức là một bên chú trọng cái việc là kết nối bối cảnh, một bên chú trọng chỉ tập trung so sánh đối chiếu giữa các cái trường hợp mã hóa mà thôi. Thì đây là các cái khía cạnh, chắc là chúng ta sẽ tạm dừng ở đây để chúng ta thảo luận nhé.